thưa quý vị và các bạn, kỳ này tạp chí tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn các bài viết của các thí sinh tham gia cuộc thi kỹ năng đọc viết chữ nổi Braille. Chữ nổi Braille đồng hành cùng tôi năm 2019. Sau đây mời quý vị và các bạn đến với bài viết của Đỗ Thị Thắng, hội viên Hội người mù quận Hoàng Mai. Chữ nổi làm thay đổi cuộc đời tôi. Bài do chính tác giả trình bày được chúng tôi thu âm trực tiếp tại cuộc thi cấp thành hội diễn ra vào cuối tháng 4 năm 2019. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Kính thưa ban giám khảo, kính thưa các quý vị khách quý cùng toàn thể hội thi, hôm nay tôi rất vui được tham gia cuộc thi đầy ý nghĩa này. Và sau đây tôi xin trình bày phần đọc của mình với tựa đề Chữ nổi làm thay đổi cuộc đời tôi. Mỗi một người khi sinh ra, không phải ai cũng may mắn có được đôi mắt sáng ngời để ngắm nhìn vạn vật xung quanh, ngắm nhìn những sắc màu lung linh trong cuộc sống hay những gương mặt thân thương trong gia đình. Tôi có thể chính là một người thực sự không may mắn. Khi còn nhỏ, tôi đã không nhận ra tôi và những đứa trẻ khác có gì khác nhau. Song tôi vẫn thường đưa ra những thắc mắc: vì sao tôi không thể tới trường? Vì sao tôi không thể nô đùa cùng chúng bạn? Lớn hơn một chút, tôi đã nhận ra tôi và tất cả mọi người xung quanh không giống nhau ở chỗ nào. Căn bệnh teo dây khai thị đã cướp đi ánh sáng của tôi. Khi đó tôi chợt bàng hoàng nhận ra không có ánh sáng mặt trời đồng nghĩa là gần như không có tương lai. Rồi đây tôi sẽ ra sao? Cuộc đời tôi sẽ đi về đâu? Những câu hỏi không có lời đáp đó nhấn chìm tôi trong nỗi tuyệt vọng. Cứ nghĩ rằng cuộc sống mãi trôi qua ảm đạm và vô nghĩa như thế. Nhưng rồi mọi thứ của tôi như bước sang một trang mới. Lên 7 tuổi tôi biết tới trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu. Tại nơi đây tôi đã nhận thấy sự ấm áp, niềm tin và mục tiêu sống từ các thầy cô giáo. Sự đồng cảm sẻ chia của những người bạn đồng cảnh khiến cho tôi vô cùng cảm động. Họ đã giúp tôi nhận ra tôi không vô dụng như tôi vẫn nghĩ và tôi hoàn toàn có khả năng sống một cuộc đời lý tưởng như tôi đã bao ngày mong ước. Rồi tôi biết tới chữ nổi Braille. Khi đó tôi đã hạnh phúc như thể thấy lại ánh sáng của đời mình. Chữ nổi hay chữ Braille là ngôn ngữ chính của người khiếm thị. Chữ là sự biến đổi thêm bớt của 6 chấm nhỏ bằng cách quy ước ký tự mà người ta có thể đọc viết. Ví dụ, chỉ có chấm 1 được gọi là chữ A, có chấm 1, chấm 2 được gọi là chữ B. Lần đầu tiên tiếp xúc với chữ nổi là cả một sự mới mẻ đối với tôi. Những ngày đầu chập chững tập đọc tập viết với tôi thật khó khăn. Những dòng chữ chật vật lắm mới viết được vẫn sai vị trí. Bàn tay vụng về đướt trên những chấm nhỏ li ti mà chẳng hiểu chữ gì. Có những lúc tôi mệt mỏi nằm vật xuống giường, bàn tay mỏi nhừ chỉ muốn bỏ cuộc. Nhiều lúc tự thấy mình bất tài vô dụng, nước mắt tủi hổ dâng trào. Nhưng những cuộc điện thoại từ gia đình, giọng nói ấm áp thân thương hòa trong sự lo lắng của mẹ cha như một liều thuốc tinh thần vực dậy quyết tâm vốn đã dã rời. Sau giờ học, với sự kèm cặp thêm từ bạn bè, tôi dần đọc viết được từng ký tự, từng từ, rồi cả một dòng. Cuối cùng cũng đọc viết thành thạo. Điều đầu tiên mà chữ nổi mang lại cho tôi là sự tự tin xóa tan mặc cảm, tự ti. Có thể đọc viết thành thạo cũng có nghĩa là đã lấy lại được một phần chức năng của người sáng mắt. Việc vươn lên để bình đẳng với họ đã tiến lên một bậc. Đó là bước đầu để tôi có dũng khí bước ra cuộc đời. Chỉ 6 chấm nhỏ nhưng chữ nổi đã biến hóa để có thể ghi chép tất cả các môn học, từ các ký hiệu trong toán học, hóa học đến khóa son cung đô la trong âm nhạc, trở thành phương tiện giúp tôi ghi chép bài học trên giảng đường. Đọc sách viết văn cũng là phương pháp giải trí hữu hiệu giúp tôi thêm yêu và trân trọng cuộc sống này.
việc học chữ Braille mang một ý nghĩa rất to lớn, làm thay đổi quan niệm của người khiếm thị về việc tiếp nhận thông tin kiến thức. Trước đây, người khiếm thị luôn gắn liền với sự đói nghèo, nhưng nhờ có chữ nổi Braille, nhiều người đã được học tập, làm việc, vươn lên trong cuộc sống và đã chứng minh được năng lực của mình. Qua đó còn làm thay đổi nhận thức của xã hội đối với bản thân. Hơn thế, việc đọc sách viết chữ là điều không tưởng với người khiếm thị nay đã trở nên phổ biến. Nó đã trở thành chữ viết chính của người khiếm thị, giúp họ tiếp cận với sách báo văn chương như biết bao những người bình thường khác. Có lẽ những người khiếm thị như tôi, ai cũng hiểu được tầm quan trọng của sách. Sách là kho tri thức khổng lồ của nhân loại, là nơi tổng hợp những kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Sách cũng làm giàu đẹp thêm tâm hồn của mỗi người. Chính chữ nổi là chiếc cầu nối đưa người khiếm thị đến với những giá trị tốt đẹp ấy. Nhiều người khiếm thị nhờ chữ nổi mà có niềm tin hòa nhập cộng đồng, trở thành nguồn lao động cho xã hội, và họ sẽ lại là các thầy cô giáo trong tương lai, gieo những hạt giống mơ ước cho những người đồng cảnh. Số lượng người sẽ nhân lên, từ đó người khiếm thị sẽ trở nên lạc quan, giúp cộng đồng hòa nhập với cuộc sống, không trở thành gánh nặng cho xã hội. Còn nhiều, nhiều nữa, vô vàn, những tác dụng thần kỳ mà không thể kể hết. Chữ Braille như một cơn mưa tưới mát mảnh đất ước mơ vốn đã khô cằn không còn sức sống. Hơn thế nữa, chữ Braille còn mang một vai trò ý nghĩa quan trọng, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của những người khiếm thị như tôi. Đồng thời, chữ Braille còn là một người bạn luôn đồng hành cùng tôi trên con đường sự nghiệp và mãi mãi trong tương lai. Xin hết ạ. Xin cảm ơn ạ.